Đến dự sự kiện này có ông Đặng Hà Việt, Cục trưởng Cục Thể dục Thể thao, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, VSTPNDL, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, bà Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình Dương, bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Bình Dương, bà Trần Thị Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Dương, ông Nguyễn Công Cường, Chủ tịch Liên đoàn Jiu-Jitsu Việt Nam, ông Bùi Hữu Toàn, Giám đốc Sở VSTPNDL tỉnh Bình Dương, ông Cao Văn Tróng, Phó Giám đốc Sở VSTPNDL tỉnh Bình Dương, trưởng ban tổ chức giải, lãnh đạo Liên đoàn Jiu-Jitsu Việt Nam, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, lãnh đạo các phòng, đơn vị chuyên môn thuộc Sở VSTPNDL các địa phương. Giải vô địch Jiu-Jitsu quốc gia năm 2023 do Sở VSTPNDL tỉnh Bình Dương phối hợp cùng Liên đoàn Jiu-Jitsu Việt Nam tổ chức với sự ủy nhiệm của Cục Thể dục Thể thao, Bộ VSTPNDL và sự thống nhất chủ trương của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương. Diễn ra từ ngày 6 tháng 9 đến ngày 10 tháng 9, Giải vô địch Jiu-Jitsu quốc gia năm 2023 quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 26 tỉnh, thành phố, ngành trên cả nước cùng tham gia tranh tài ở 62 bộ huy chương. Ra đời vào những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ XX, Jiu-Jitsu là môn võ thuật đương đại, chú trọng vào sự sáng tạo, tư duy trong tập luyện và thi đấu, chủ yếu tập trung vào việc chiến đấu trên mặt đất với những kỹ thuật đặc trưng nhằm kiểm soát và khống chế đối thủ, tạo nên sự khác biệt hoàn toàn so với các môn võ thuật khác. Jiu-Jitsu là môn thể thao đã được đưa vào thi đấu tại các đấu trường quốc tế như ASEAN, Olympic trẻ, SEA Games và những giải đấu chính thức ở Nam Mỹ, châu Âu, châu Á. Chính vì vậy, phong trào Jiu-Jitsu đã và đang phát triển mạnh mẽ trên thế giới với sự tham gia ngày càng đông đảo,